Và để cô Dung nào. Rồi, được rồi. Rồi, cô Dung nói lại này. Buổi hôm nay là buổi thứ bảy rồi. Bạn nào nghỉ buổi hôm nay là bạn đó học đến buổi thứ 8 không hiểu đâu. Và rất dễ là khó hiểu khi mà vất và khó tiến bộ. Đấy, vì vậy là học phải thật. Phải làm sao? Học phải làm sao nhỉ? Học làm sao? Ý dụng chat cho cô nào. Học buổi nghỉ, buổi không đúng không? Trời ơi, con xem lại video được mà. Đúng rồi, tập trung. Đúng rồi, tập trung. Đầy đủ, đúng rồi. À, quy tắc của cô là gì nhỉ? Quy tắc học 3D là gì? Ôi, bạn nào kiểm tra bài cũ, quy tắc 3D. Quy tắc 3D là gì? Học đều. À, một đều, đều. Rồi, tiếp. Còn gì nữa? 3D. 3D, 3D, 3D. Đúng. Học đúng. Đủ. Và đều. Học. À rồi, đúng. Đủ. Đều. Làm đúng những gì cô Dung bảo. Làm đủ những gì cô Dung giao. Và học đều tất cả các buổi. Đúng rồi, học bằng 100% năng lượng. Được chưa? Đó nhá. Nhớ quy tắc 3D đấy. 3D này sử dụng rất là nhiều. Sau khi học ở trên lớp cũng vậy. Chúng mình phải áp dụng vào. Được chưa? Rồi, hôm nay học bài mới nhá. Chúng mình có thể đi vào vở nhá. Đi vào vở. Buổi hôm nay là chúng mình phải sử dụng vở ấy nhá. Buổi 8, buổi 9, buổi 7, 8, 9, 10. Được chưa? Là các buổi mình phải ghi chép bài tập. Mình phải ghi chép cái kiến thức, lý thuyết. Rồi, buổi hôm nay là cô Dung sẽ giới thiệu cho chúng mình bộ công thức anh bạn nhỏ. Rồi, anh bạn nhỏ. Được chưa? Bộ công thức anh bạn nhỏ. Ơi, cô hạ bàn tính xuống này. Để cô cho chúng mình chép lý thuyết đã. Rồi, ghi vào vở nhá, ghi vào vở nhá. Bộ công thức anh bạn nhỏ cộng và trừ. Được chưa? Ơi, chúng mình vẽ, chúng mình nãy vừa mới học, vừa mới nghe được một bài hát rất thú vị đúng không? Được chưa? Trước khi mà vào bộ công thức này, ôn lại cho cô bài hát đó. Được chưa? Rồi, chúng mình ghi không chưa ạ? Nhanh rồi mà, có mấy chữ thôi. Rồi, ôn lại bài hát đó. Được chưa? Tay đâu là tay đâu? Rồi, anh Khoa vẫn đang viết. Không biết là còn bài nào nữa không? À, rồi. Tay đây là tay đây. Hay! Rồi. Rồi, hát theo cùng với cô nhá. Gia đình ông năm. Được chưa? Gia đình ông năm. Rồi. 2, 3. Nhà ông năm. À gì nhỉ? Bài hát thì cô lại quên mất rời đầu rồi. Để cô mở lại lời xem nào. À rồi, xòe bàn tay, đem ngón tay, một anh đeo trinh là ông năm, nhà ông năm có bốn người, một với bốn đi chơi cùng nhau, cạnh bên anh đứng thứ hai, lại rất thích chơi cùng số ba, còn số ba thích số hai. Còn số 4 chơi thân với 1. Cặp số nào? 1, 4, 2, 3. 3, 2, 4, 1. Đúng rồi, yeah. Rồi, chúc mừng con. Bài hát đúng như là em bé 4 tuổi đúng không? Rồi, chúng mình học như một em bé 4 tuổi. Rồi, à bọn Tú Anh nào. Một là em học, hai là hai chị em học. Không nhắn tin vào ô chat để ảnh hưởng các bạn khác nhá. Bạn Phan Nguyễn Tú Anh này. À không nhắn hả? Vậy còn bạn nào nhỉ? Giao Huy à?
Rồi. Bây giờ chúng mình cùng chơi con trò chơi tay trái tay phải, được chưa? Kích hoạt bộ não của mình nào. Tay phải đâu là tay phải đâu? Tay phải đây là tay phải. Đây, bảo chân ơi, tay phải đâu bảo chân ơi. Đúng rồi. Tay phải đâu là tay phải đâu? Tay phải đây là tay phải đây. Hay. Trời ơi, bạn Quân cho hai tay à? Tay trái đâu là tay trái đâu? Tay trái đây là tay trái. Quân sớ sai tay rồi. Quân ơi, tay phải của con đây này, cô giơ cùng chiều với Quân. Được chưa? Đúng rồi, tay trái đây. Ơi, Quân ra là hai, bà là lại. Tay phải đâu là tay phải đâu? Tay phải đây là tay phải đây. Hay, đúng rồi, Quân làm đúng rồi. Giơ một tay thôi. Rồi, tay trái đâu là tay trái đâu? Tay trái đây là tay trái đây. Hay, đúng rồi. Anh đèo đâu là anh đèo đâu? Anh đèo đây là anh đèo đây. Đây, Quân ơi, anh đèo đâu? Quân ơi, rồi, đúng rồi. Anh gầy đâu là anh gầy đâu? Anh gầy đây là anh gầy đây. Hay, rồi. Tay cua đâu là tay cua đâu? Tay cua đây là tay cua đây. Hay, đúng rồi. Rồi. Rồi, đẩy, cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5, cộng 6, ui, cộng 6, cộng 6, rồi, cộng 7, cộng 8, cộng 9, rồi, nhanh nhá, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6, trừ 7, trừ 8, trừ 9. Oh, yeah. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, một số bạn không bật cam. Làm sao mà cô biết được? Rồi, vậy bây giờ mình cùng đi vào công thức nha. Đấy là nhà ông Năm có 4 người. Rồi, gia đình ông Năm có 4 người. 1, 4, ghi vào vở nhá. 2, 3, 3, 2, 4, 1, được chưa? Rồi, hôm trước chúng mình ghi bài rồi đúng không? ghi rồi, rồi, tốt, ghi rồi. Vậy, hôm nay, suy ra đây, công thức cộng anh bạn nhỏ cộng là sẽ là cộng 4 bằng cộng 5 trừ 1. Được chưa? Nhớ nhá. Cộng 3 bằng cộng 5 trừ 2. Cộng 2 bằng cộng 5 trừ 3. Cộng 1 bằng cộng 5 trừ 4. Được chưa? Rồi chúng mình ghi bộ công thức anh bạn nhỏ cộng. Anh bạn nhỏ cộng. Rồi sang bên này sẽ là anh bạn nhỏ trừ. Trừ 4 bằng cộng 5 trừ trừ 5, trừ 5 cộng 1. Trừ 5 cộng 1 trừ 3 bằng trừ 5 cộng 2. Trừ 2 bằng trừ 5 cộng 3. Trừ 1 bằng trừ 5 cộng 4. Rồi. Ghi công thức anh trừ, anh bạn, anh cộng nhá. Đây là anh bạn nhỏ trừ. Rồi. Còn một công thức nữa, đó là công thức cộng 5. Công thức cộng 5 này là công thức anh bạn. Có thể là anh bạn, đây là anh bạn lớn. Anh bạn lớn, gia đình bà 10. Ơi, chúng mình có công thức, chúng mình phải nhớ công thức này nhá. Cộng 5 bằng cộng 10 trừ 5. Đó, nó liên hệ với tất cả các công thức này. Được chưa? Anh già gia đình bà 10. Đó. Cái công thức này chúng mình sẽ học ở khóa chuyên sâu.
khóa cao hơn. Đó, cứ mở rộng cho chúng mình thôi nhá, bởi lúc chúng mình học khá tốt. Ở trên bài nào nhá. Rồi bạn không biết bạn Minh Hiếu cứ ra rồi lại vào. À mạng của bạn nào kém thì khi mà chúng mình chép bài hoặc là chúng mình làm bài tập thì chúng mình có thể cắt tắt cam nhá. Khi nào cô Dung bảo yêu cầu mở cam thì chúng mình mở cam, được chưa? Khi mà qua mạng wifi nhà mình kém thì chúng mình có thể tắt cam để cho mạng ổn định hơn. Rồi các lớp đi xong chưa? À có một số bạn đi đây. Rồi, Bảo Ngọc xong rồi. Bảo Châu xong rồi. Rồi toàn Ngọc Châu Báu thôi. Rồi được chưa? Finish. Rồi. Rồi, cô Dung xóa bảng nhá. Rồi, tốt. Bây giờ mở sang một trang mới. Để làm sao để không nhìn thấy bộ 4 công thức, 8 công thức vừa rồi. Rồi, thử thách cho chúng mình. Thử thách này cực kỳ là căng. Bây giờ hôm nay chúng mình sẽ học bộ công thức cộng 4 bằng cộng 5 trừ 1. Và đây nội dung hôm nay nhá, là ảo tính chuyên sâu. Chúng mình đi vào vở nhá. Bài học hôm nay là học bộ công thức cộng 4 bằng cộng 5 trừ 1. Phần thứ hai là ảo tính chuyên sâu, ảo tính cao. À, nếu như mà chúng mình học tốt thì cô sẽ cùng giới thiệu luôn là bộ công thức trừ 4 bằng rồi không, công thức cộng 3. Với lớp chúng mình học tốt là các bạn khác. Cộng 3 bằng cộng 5 trừ 1. Nếu như mà chúng mình vượt qua được ảo tính rồi thì chúng mình sẽ được học kiến thức mới luôn. Đủ thời gian được chưa? Đó, buổi ngày hôm nay là học cái này nhá. Rồi, thử thách cho chúng mình như sau. Trong vòng 1 phút, mở cái trang sách của chúng mình này. Không ghi gì đâu. Rồi, chép cho cô bộ công thức cộng 4 trong vòng 1 phút. Ai chép nhanh nhất, nhiều nhất dòng số. Đây ví dụ này, ai chép nhanh nhất cái bộ công thức này, nhiều nhất này. Ví dụ trong một cái trang vở của cô là có 20 dòng đến 24 dòng chẳng hạn. Trong một phút chúng mình làm được bao nhiêu dòng? Ví dụ này, mỗi một dòng này cộng 4 bằng cộng 5 trừ 1 này này. Mình ghi một dòng hoặc là một dòng sẽ là hai cái. Được chưa? Một dòng sẽ là hai công thức. Đó, cộng 4, cộng 5, trừ 1, có nghĩa là viết hết cái một trang này. Trong vòng 1 phút, chưa tính thời gian. Có bạn viết trước rồi. Cô Dung chưa tính thời gian nhá. Rồi, bây giờ, trong vòng 1 phút, bạn nào viết được nhiều nhất? Rồi, thử xem bộ não của mình, tay của mình và cách viết của mình có nhanh không nhá. Rồi, chuẩn bị này, cô Dung bấm thời gian. Bắt đầu. 1 phút bắt đầu, 60 giây. Viết càng nhiều càng tốt nhá, viết càng nhiều càng tốt. 4,
Đếm các con biết được bao nhiêu dòng? Đếm nào, bạn nào biết được nhiều dòng nhất? Rồi, Đắc 16 dòng. Hiếu, Super Hiếu 12 dòng. Hải Nam 12. Rồi, Gia Hân 20 dòng. Tuyệt vời. Minh Quân 12 dòng. Nhất Phong 12. Gia Huy 25. Tuyệt vời Gia Huy. Minh Hiếu 19 dòng. Vệ Mẫn 15 dòng. Anh Khoa 25 dòng. Tuyệt vời. Nhàn Lê à? Lê Nhật là Nhàn Lê à? Cái gì đây? 19 dòng. Nhật Trường 22 dòng. Wow. Siêu quá. Hân Hoan 26 dòng. Rồi. Hân, bạn Hân, hôm nay có Hoan không? Hôm nay có Hoan nào không? Phương Nguyên 8 dòng. Rồi. Rồi, Duy Anh 19 dòng. Tuyệt vời quá. Tiếp nào, còn nước không ạ? Hết rồi ạ. Rồi, bật mí cho chúng mình biết. Những bạn nào viết được 1 phút trên 10 dòng là bộ nhớ siêu tốc rồi nhá. Đó, chúc mừng các con. Và bạn nào viết được trong vòng 1 phút mà 20 công thức, 20 dòng thì chứng tỏ là chúng mình có sự nhạy bén này, nhạy cảm trong việc logic này. Được chưa? Đôi tay viết rất nhanh. Đó, chúc mừng các con thì có bộ não siêu thông minh. Rồi, vỗ tay mà nói, thông minh. Rồi, chúc mừng các con. Rồi, tuyệt vời quá. Có một số bạn lớp hôm trước cũng viết được ít thôi, không có bạn nào được 26, 25 dòng đâu. Lớp chúng mình có tận 2-3 bạn viết được 25, 26 dòng này. Rất tuyệt vời luôn. Thông minh quá. Rồi, tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng mình... À, cái phương pháp này là cái phương pháp vô cùng tốt để luyện trí nhớ, để luyện các công thức học cấp 2 chẳng hạn hay học cấp 3 để chúng mình ghi nhớ thật nhanh, thật chính xác và không bao giờ quên. Được chưa? Và khi mà, bởi vì sao? Bộ não hoạt động là phải ghi, nó ghi là nó phải nhớ rồi, được chưa? Và chỉ có mồm miệng nói, à, cộng 4 bằng cộng 5 trừ 1, miệng nói như thế này không nhớ. 3 hôm sau nhá, hay là 1 tháng sau cô tôi hỏi lại, không nhớ gì luôn. Đấy, thấy chưa? Thế nên là phải ghi ra vở, ghi là một lần nhớ, ghi 10 lần thì sẽ là 10 lần nhớ. Chưa? Nhớ nhá. Bây giờ chúng mình áp dụng cái phương pháp ghi này rất là nhiều trong các môn học văn này, sinh, sử, địa hay là toán trên lớp. Vô cùng tốt, chúng mình áp dụng nhá. Chưa? Cô Dung bật mí đấy. Rồi, hôm nay em mới học thôi cô. Rồi, bạn Ngọc à? Nếu như mà bạn Ngọc hôm nay buổi đầu tiên hay là buổi thứ hai, buổi thứ ba con học ở đây thì con không hiểu đâu. Bởi vì cô Dung đi giữa lớp của mình, các bạn học khá là tốt. Vì vậy cô Dung... À, chị em hả? Rồi, cô Dung sẽ đi theo tốc độ của các bạn để hiểu bài đó. Rồi, chúng mình cũng làm bài tập, làm ví dụ sau được không? Liên quan đến công thức cộng 4 bằng cộng 5 trừ 1. Đây, giờ cho công thức nhạc. Rồi, ví dụ. À, cái này là hơi khó so với các bạn mà chưa có bàn tính nhá. Hơi khó đấy. À, nếu như mà bạn Đắc này, với trình độ như bạn Đắc học này hay một số bạn khác học khá là tốt rồi thì chúng mình ảo tính được, hoặc là chúng mình vẽ ra nhá. Vẽ ra những phép tính đầu tiên chúng mình gảy, sau đó thì chúng mình sẽ... Rồi, Ngọc nhá. Rồi, để bữa sau Ngọc học lại từ đầu. Rồi, chúng mình có làm ví dụ này cho con à? Rồi, cô Dung hướng dẫn nhá, tính cho chúng mình luyện tập nhá. Rồi, 5. 7, 5.
trừ 5 cộng 4. À, cộng 4. Có 4 để cộng thức không? Không. Cộng 4 bằng cộng 5 trừ 1 tay cua. Nhớ nhá. Cả lớp mắt xinh. Nhớ thao tác tay cua của cô nhá. Tay cua. Gửi liên hoàn. Đẩy xuống nhá. Đẩy xuống này. Đẩy xuống. Đẩy lên. Đúng chưa? Nhớ nhá. Đẩy xuống. Bằng 8. Rồi, tiếp theo. 3. Phá bản tính. 3 anh béo đẩy 3. Cộng 1. Đẩy 1 lên. Cộng 4. À, cộng 4 bằng cộng 5 trừ 1. Trừ 1 tiếp bằng 7. Rồi, khá là đơn giản. Tiếp theo, xóa bàn tính. 3, đây. 3, đẩy 3 lên. Cộng 4, cộng 5 trừ 1. Trừ 6, tách tay cua trừ 6. Cộng 3 bằng 4. Rồi, phép tính cuối cùng. Xóa bàn tính. 2, đẩy 2 lên. Cộng 1, cộng 1. Cộng 4, không có 4 để cộng, ta lấy cộng 5 trừ 1 trừ 2, trừ 2, kết quả bằng 5. Đúng rồi Hoàng Ngọc, kết quả bằng 5. Đó, cộng này khá đơn giản đúng không? Rồi. Rồi bây giờ làm tiếp ví dụ. Làm tiếp ví dụ này của cô nhá. Làm tiếp ví dụ này khó hơn, liên quan đến hàng chục. Bạn hiểu bài nhá, bạn nào chưa hiểu bài này bảo gọi luôn cô nhá. Như Ngọc như là Hân Hoan, Ngọc Phú, Ngọc Phát nhá. Rồi làm tiếp. Rồi, làm cho có hai ví dụ này. Rồi, cô đọc tên luôn nhá. Đọc tên. Đọc tên những bạn. Phương Nguyên nào? Phương Nguyên làm cho cô. Phương Nguyên làm cho cô phép tính đầu tiên. Kết quả bằng bao nhiêu? Rồi, tiếp theo. Bảo Trâm. Bảo Trâm làm cho cô phép tính thứ hai. Rồi cô đợi kết quả của hai bạn Phương Nguyên và Bảo Trâm. Rồi các bạn giơ tay đợi phép tính tiếp theo nhé. À ha, Bảo Châu xong rồi này, Bảo Trâm nhá. Rồi máy con lá. Rồi Phương Nguyên ra bằng 7. Bảo Trâm. Bảo Trâm có nhìn thấy không? Bảo Trâm ghi nhá. Ở trong ghi là 53 cộng 20 cộng 1 cộng 4. Rồi anh Khoa giúp bạn Bảo Trâm. Anh Khoa giúp bạn làm cụ câu 2. Rồi Phương Nguyên đã ra kết quả. Anh Khoa được ra bao nhiêu con? Rồi ghi xuống câu chat. Rồi, à Ngọc Phú, Ngọc Phát đây rồi. Tuyệt vời, cô cứ lo Ngọc Phú, Ngọc Phát không học. Rồi, Nhất Phong đã xong, Nhật Trường đã xong. Đúng rồi, 78. Rồi, check nhá. Check. Bạn Phương Nguyên ra 7. Bạn Ngọc, anh Khoa ra 78. Rồi, check chữa bài. 34, đẩy 34 lên. Cộng 4, cộng 5, trừ 1. Cộng 1. Cộng 1, trừ 1, trừ 1. Hả? Phương Nguyên ơi! Phương Nguyên, ra bằng 7 à? Phương Nguyên ơi! Phương Nguyên nhìn cô chưa lại nhé, Phương Nguyên nhá. Nhìn cô chưa lại, Phương Nguyên nhìn chăm chú nhá. Chưa? Yeah, nhìn tay cô nhá. Rồi, 34 này, 34. À, Phương Nguyên quên mất số 3 đúng không? Số 30. Cộng 4, cộng 5, trừ 1. Cộng 1, cộng 1, trừ 1. Kết quả bằng 38. Đúng rồi, 38. Rồi, phép tính thứ 2.
53, đẩy liên hoàn hai tay nhá, nhớ đẩy liên hoàn hai tay. À nhớ là xòe hai ngón này ra, nhớ chưa? Đừng có bạn nào xòe tay ra như này là sai nhá. Đó, cộng 53, cộng 20, cộng 1, cộng 4, cộng 5 trừ 1, kết quả là bằng 78, đúng rồi. Đó, kết quả bằng 78. Ơi, làm cho câu phép tính này khó hơn. Khó hơn chút chút. Các bạn nào có hiểu không? Phương Nguyễn hiểu bài chưa con? Ơi, con đi hơi nhanh. Nhưng mà chúng mình có hiểu không ạ? Dễ đúng không? Ai chưa hiểu nghi con à? Cho cô còn dừng lại, nếu không cô lại đi vào bài khó nữa đấy. Ơi, bạn nào có chưa hiểu không? Thân Loan, Ngọc Phú, Ngọc Phát, Trâm, Phương Nguyên. Ơi ơi, cả lớp ơi, có nghe thấy con nói không? Rồi, được rồi nhá, bây giờ cô cũng đi vào bài mới, à bài tiếp theo này. Rồi, bài này khó hơn này. Bài này mà ảo tính thì khó đấy. Rồi, làm cho con hai phép tính này. Rồi, cô sẽ nhường lại hai phép tính này cho Hân Hoan. Hân Hoan là phép tính. Ngọc Phú, Ngọc Phát là cho con phép tính thứ hai. Rồi, để cô chia cờ, để cô chữa bài cho ha. Để cô kiểm tra hai em, hai bạn. Cô lo lắng nhất. À, Hải Nam hiểu rồi, Hân Hoan hiểu rồi. Rồi. Rồi, nhanh. 60 giây, bắt đầu. Huệ Mẫn, Huệ Mẫn con có bàn tính không Huệ Mẫn? Kể bàn tính đi. Kể bàn tính cho nhớ nhá, kể bàn tính trước rồi ảo tính sau. Phương pháp học là kể tính trước rồi ảo tính sau được chưa? Rồi như bạn khác mà chưa có bàn tính thì hơi lo nhỉ. Rồi. Phú Phát ơi, Phú Phát ơi, xong chưa? À đây rồi, Phát đây rồi. Ơi, cứ xuống cho bài nhá. À, để xem nào, bạn Hân Hoan là Ngọc Phát là 37 này. Hân Hoan đâu? Hân Hoan 86. Ơi, cứ xuống chữa bài cho hai bạn đúng không nhá? Không biết là bạn Uyên có theo kịp không ạ? Quân ơi, Quân ngồi học chưa nhỉ? À, Hải Nam. Ơi, được rồi, cô nhìn thấy Quân rồi. 98. 98, tay gộp nhá, tay cua. 98 trừ 26, trừ 26 cộng 14, cộng 10, cộng 4, thấy chưa? Cộng 5 trừ 1, kết quả là bằng 86. Đúng rồi, 86. Chính xác rồi. 94, 94 trừ 12, trừ 12 cộng 14, cộng 10, trừ 5, cộng 1, cộng 14, trừ 80, trừ 80, cộng 22, kết quả bằng 30. À hả? Cô Dung làm đúng hay là các bạn làm sai? Hân Ngọc Phú, Ngọc Phát. Rồi, bằng 38 nhá Phát ơi, 38 nhá. Rồi, khá là dễ đúng không? Khá là dễ. Rồi, à, bây giờ tiếp theo. 3 giờ rồi.
Bữa hôm sau nhá, bữa hôm sau đi học cậu ba nhá, bây giờ ảo tính đã. Bữa nào tính hay là học tiếp cậu ba? Học tiếp công thức mới hay là học ảo tính? Ảo tính à? Trước khi mà làm ảo tính hay là cộng 3 thì làm cho cô bài tập rèn luyện này nhá. Buổi hôm sau chúng mình sẽ học cộng 3 này. Buổi hôm sau nhớ nhá, buổi hôm sau cực kỳ quan trọng đấy. Buổi hôm sau là thứ mấy? Thứ 6 à? Buổi hôm sau là thứ 6 đúng không? Cực kỳ là quan trọng. Buổi hôm sau sẽ học là cộng 3, cộng 2, cộng 1. Được chưa? Và ảo tính. Tất cả các buổi còn lại cô cũng sẽ luyện ảo tính. Được chưa? 30 phút đầu sẽ là học lý thuyết về ba phần này. Buổi hôm sau là học nặng đó. Vì vậy chúng mình phải sắp hết thời gian nhá. 24 bạn này, 24 mà trừ đi 3 còn 22 bạn. Được chưa? Không biết hôm nay bạn nghỉ bạn nào không? Đó. Buổi hôm sau là phải học lần này kiến thức, vì vậy là phải tập rèn luyện tại nhà vô cùng lớn. Được chưa? Ôi, chúng mình sẽ học lại, học cùng với các bạn khác kiến thức nhé. Các bạn khác kiến thức chỉ học đến cộng 4 thôi. Lớp mình thì cô Dung chuyên sâu ảo tính hơn nhé. Rồi, bây giờ, cô sẽ xem màn hình và chúng mình luyện tập bài tập nhá. Rồi, cô Dung chuyển sang cam máy tính. Ờ, cả lớp anh nhìn thấy cô chưa? Rồi, cô dùng tất cả. Rồi, cả lớp anh nhìn thấy cô chưa ạ? Rồi, chơi này nhá, khá là đơn giản. Rồi, cả lớp cô test thử này. Rồi, đây là bộ công thức anh bạn nhỏ cậu. Cộng 1 bằng cộng 5 trừ 4, được chưa? Cộng 2 bằng cộng 5 trừ 3. Cộng 3 bằng cộng 5 trừ 2. Cộng 4 bằng cộng 5 trừ 1. Nhớ bộ công thức này vào trong bài tập nhá. Rồi, nhìn cho cô này. Mối quan hệ, tất cả mối quan hệ đều là 5. Chưa? Tất cả mối quan hệ đều là 5. Vậy, số này là gì? Là số mấy? Úi, số 2. Úi, thần hoàn số 2 ạ. À đúng rồi, số 4. Chính xác số 4 nhá. Đừng bảo số 2 nhá. Lại 1, 2. Rồi tiếp. Đây là số mấy? Có 3 rồi, đây là số mấy ạ? 2, đúng rồi, 2. Rồi tiếp nào. Có 2 rồi, thiếu mấy? Rồi, chính xác. Thiếu 3. 3. Rồi tiếp, còn lại 1, đúng rồi. Nhớ nhá. Đó, trò chơi rất đơn giản. Viết vào vở 4 bộ công thức trong vòng 60 giây. Viết vào vở bộ công thức 4 công thức này trong vòng 60 giây. Viết được 4 công thức. Rồi, cô tắt này. Nhớ nhá, nhớ mà cô sẽ không cho nữa. Bây giờ nhớ này, nhớ học thuộc luôn. Đây là lớp mình học tốt nè, cô Dung sẽ cho thêm cái này. Rồi, bắt đầu. 4 công thức nha. Viết càng nhiều càng tốt. Viết được 8 dòng, 12 dòng, 30 dòng. Viết 4 công thức nhé, cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4 đấy.
2 1 hết giờ. Hết giờ. Rồi đến cho cô nào, chúng mình viết được bao nhiêu dòng với 4 công thức này? Mấy bộ, gọi là mấy bộ ạ? À 8 dòng tức là viết được 2 bộ. 10 dòng là viết được hơn 2 bộ. 19 dòng là viết được gần 3 bộ. 26 dòng là viết được. Gì đây? Cô không nghĩ Gia Huy như thế đâu Gia Huy ơi, thật không? 26 bộ hả? Tức là gì? 4 công thức là 4 dòng, 4 dòng thì cô coi như là 1 bộ đúng không? Mình đếm được bao nhiêu bộ? À 20 dòng này, 20, 20 nhân 4 nhân 5 20, 5 viết được 5 bộ hả? À? Chúc mừng Hân Hoan viết được 5 bộ. Nó có bạn viết được 2 bộ. Có bạn viết được 3 bộ. À ghi lộn. Rồi tốt. À, Ngọc Phú Ngọc Phan mới viết được 2 bộ à? Tuyệt vời. 4 bộ rưỡi. À hơn 3 bộ. Rồi chính xác. Rồi. Tuyệt vời quá. Có bạn nào viết được 5 bộ không? Đắc đâu? Đắc. Triệu hồi bạn Đắc. Song Goku đâu rồi? Triệu hồi Đắc. Ơi, đâu nghĩa nhỉ? Triệu hồi Bảo Trâm. À, Nhật Trường 4 bộ rưỡi. Em comment rồi à? À rồi, có nhìn đến Đắc rồi. À, Bảo Châu hơn 3 bộ. Ơ, cố gắng luyện tập về nhà nhá. Luyện tập về nhà, cứ đặt chuông báo thức này. Đặt 60 giây. Trong vòng 60 giây thử thách, mình viết được 3 bộ hay là 4 bộ hay 5 bộ. À, trong vòng 60 giây mình viết được 10 bộ thì tuyệt vời đấy. Chứ không, nhưng mà viết phải nhìn được nhá. Rồi, bài tập tiếp theo. Đây là luyện gảy tính. Bài này khá là đơn giản. 5 phút làm được không? Trong vòng 5 phút làm nhá. Gảy tính. Bạn nào ảo tính được thì ảo tính cho tốt. Cô không chịu nhìn. Có rồi, cô quên mất Đắc ạ. Ờ, chúng mình làm. Anh Khoa nhá, anh Khoa làm, bạn nào ảo tính được thì ảo tính 2. Không ảo tính được gảy tính nhá. Bây giờ là gảy tính đấy. Gảy tính. Đừng ảo tính vội nếu không thiết bị nhầm công thức. Bởi vì đây là công thức đấy. Vậy đừng gảy tính trước để cho quen đã. À, stop, cả lớp ơi, stop. Cả lớp mở hết cam lên và cho cô biết là bạn nào có bàn tính rồi giơ lên cho cô xem nào. Bây giờ cô sẽ kiểm tra tay. Hân Hoan, Gia Hân, Phương Nguyên, Hải Nam, Huệ Mẫn ơi, Huệ Mẫn. Bàn tính đâu? Mở cam lên, Gia Huy nào. Gia Huy có bản tính không con? Gật đầu hay lắc đầu là Gia Huy? Ồ không, rồi Gia Huy ảo tính nhá. Rồi bây giờ cô Dung sẽ Chúng mình sẽ như thế này. Cục camera xuống để cho cô Dung nhìn thấy tay và bàn tính của mình. Chưa? Để cô Dung nhìn thấy thao tác tay. Từ từ đã, chưa cục camera rồi. Từ từ đã, cô Dung hướng dẫn này. Thao tác tay đúng là tay trái đặt cầm ở bên tay phải, à, cầm bên ở một bên bàn tính, ấn nút xóa này, ngón trỏ ngón cái giữa này ấn nút xóa này. Tay phải thao tác tay cua, nắm hai cái tay lại chưa, tay này thì quèo ra, còn tay phải thì phải nắm lại. Không bạn nào gảy như này đâu nhá, như này là gảy sai này. Chưa? Đó, như thế này mới là gảy đúng này. Rồi nhìn này, cộng 1 này, cộng 2 này, để anh béo. Cộng
5 thì gầy anh gầy, trừ 6 này, tay cua, trừ 1 này. Nhớ thao tác tay đúng nhá. Tiếp theo này, phương pháp tay sai như sau này. Hai tay này, hai tay nhá, gãy hai tay là 2 chữ số đấy. Bạn nào xuề tay như này là sai này. Còn tì tay vào đây, tì tay vào bàn tính nữa là sai này, như thế này là sai này. Sai hết rồi, nhớ chưa? Nhớ nhá, đừng làm như thế mà hai tay gộp tay cua lại. 22 thì để 22 anh đéo lên, cộng 10, 55, cộng 55, trừ 66 này, trừ 66, cộng 53 này, 53 là anh đéo anh gầy, trừ 12, trừ 12. Đó, hai tay liên hoàn nhá, cộng này, cộng 28, cộng 26 này, 26. Chưa? Đấy, rồi trừ này, trừ 6 bán tính, theo tính tiếp theo, ấn nút xóa. Bạn nào không quá đi, bạn nào không có xóa thì xóa hai hàng này thôi. Chưa? Tất cả các hạt đều trả vị trí ở xa thay ngang. Không có hạt nào như thế này đâu, được chưa? Không như thế này nhá. Phải như thế này, được chưa? Tất cả giá trị của bàn tính bằng 0. Rồi, bây giờ cục camera xuống để cô kiểm tra từng tay bạn. Hôm trước rất nhiều bạn làm sai. Ơi, Bảo Châu đúng rồi. Ngọc Phát à? Ngọc Phát kéo bàn tính cô để cô nhìn. Kéo bàn tính vào bụng của con đi. Lịch số không. Đó đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, để như thế nha. Ngọc Phát nhá. Ngọc Phú đâu? Camera của Ngọc Phú đâu nhỉ? À, Trung Hiếu ơi, chị ơi Trung Hiếu. Rồi Đắc đâu? À Đắc không có bàn tính. Rồi Gia Hân. Rồi Gia Hân làm ngược cô, đúng rồi. Làm ngược cũng được nhá, không cần phải theo chiều của cô đâu, được chưa? Không cần phải theo chiều đâu, nếu mới theo chiều được thì càng tốt. Còn ngược thì không sao cả. Rồi, đó để xuống đi, cục camera xuống cho Super Hiếu. À Minh Quân không có à? Minh Quân không có, Minh Quân vẽ nhá. Một là Minh Quân vẽ, hai là Minh Quân tự sáng chế bàn tính bằng hạt. Ba là Minh Quân ảo tính. Đắc không có, Đắc ảo tính nhá. Em không biết làm. Phương Nguyên à? Cô thấy là Phương Nguyên bữa hôm nay là con lạ lắm. Phương Nguyên học lại nhá. Rồi bây giờ không, cô Dung không thể nào mà chỉnh sửa được. Phương Nguyên có bàn tính không? Phương Nguyên mở cam đi con. Phương Nguyên đâu nhỉ? Đâu rồi bạn Phương Nguyên đâu? À Phương Nguyên có bàn tính không con? Gật đầu hay lắc đầu nào? Cô Dung đang nhìn Phương Nguyên. Bàn tính của Phương Nguyên đâu? Rồi con để xuống. Mẹ, rồi có ai ngồi cạnh con không? Bố mẹ con đâu? Có nhà không? Có đang ngồi cạnh con không ạ? Không à? Có hay không? Gật đầu hay lắc đầu nào? Rồi. Mất nhiều thời gian quá không Nguyên? Rồi, cô Dung mở mic cho Phương Nguyên nhá. Phương Nguyên mở mic lên con. Từ từ đã. Phương Nguyên mở mic này, Phương Nguyên mở mic lên. Alo, Phương Nguyên mở mic lên con, ngồi với Phương Nguyên nói đi. Con không biết chiều camera xuống ạ. Rồi cả lớp nhìn đề làm đi ạ. Rồi cả lớp nhìn đề làm nhá. Nhìn đề làm đi. Một là gãy tính này. Gãy tính nhá. Bây giờ gãy tính đừng ảo tính vội. Gãy tính, nhìn đề gãy tính. Bạn nào không có bàn tính ạ? À, thì ảo tính. Ảo tính lại tư duy tốt hơn. Phương Nguyên nhắn ô chat giúp cô nhá. Phương Nguyên học buổi mấy rồi con? Phương Nguyên nhắn ô chat giúp cô là Phương Nguyên học buổi mấy rồi?
Từ từ, chúng mình đừng ghi kết quả vội để cho các bạn khác còn làm. Minh Quân à, Minh Quân không có bản tính hả à, Minh Quân? Rồi con nhìn thấy Minh Quân rồi. Hơi buồn nhỉ. Thử ảo tính hay gãy tính xem nào. Vẽ ra. Vẽ ra về tập gãy xem nào. Tập gãy ảo. Minh Quân bảo mẹ mua bàn tính Soloban ở chỗ Thế Phong nhá. Ở chỗ Tâm Trí Lực nhá. Phương Nguyên học buổi thứ bảy rồi à? Phương Nguyên có buổi học có hiểu bài hôm nay không? Rồi, thế bây giờ con gảy tính đi. Con để bài mạch, con để điện thoại xuống, con gảy tính, con nhìn đề, con gảy tính. À, rồi. Thế là Minh Quân làm ra kết quả là Minh Quân ảo tính hả? Tốt. Cố gắng luyện ảo tính nhá. Rồi, tốt. Hân Hoan xong chưa con? Rồi Hân Hoan ngửa cam lên con, ngửa cam lên. Chúng mình ngửa cam lên, chúng mình làm. Ở Phạm Tú Anh này, Phạm Tú Anh, hai chị em Tú Anh ngửa cam lên làm tượng này. Ngửa cam lên chúng mình nhìn đề, chúng mình làm. Hân đâu con? Hân ơi, Hoan ơi, chả cô chẳng biết là bạn Hân hay bạn Hoan ngồi đây nữa. Ai đằng sau lưng con này kia? Con là Hoan à? Thế con là Hân à? Hoan. Thế Hân, thế Hoan không học à? Hoan. Thế Hoan không ngồi học à? Hả? Rồi, đã xong rồi. Rồi, bảo cho xong rồi này. Rồi tốt, chúc mừng Đắc. Đắc tiếp tục phát huy nhé. Hoan ơi, ngồi học đi con. Nếu như mà Hoan không học thì đi ra ngoài chơi cho anh Hân ngồi học. Một là Hoan ngồi học cùng với anh Hân, hai là đi ra ngoài kia chơi cho Hân học. Ngồi học thì lấy ngồi vào bàn học nhá, Hoan nhá. Ôi, Gia Huy xong rồi. Hôm nay có hai đối thủ, Gia Huy và Đắc ảo tính. Thêm bạn Quân nữa. Tuyệt. Này cô bé đi, này cô dung bé những bạn học tốt đi thi nhá. Cô cho bài tập khó khó đi. Chưa đến mức khó.
phải dễ từ dễ đến trước chứ, phải học từ dễ, học từ dễ lên khó. Rồi cô Minh Hiếu xong chưa con? Rồi hết giờ nhá, hết giờ. Bạn ơi hết giờ rồi, mau kết quả thôi. Xong chưa? Nhưng bạn nghe xong chưa nhỉ? Ngọc Phú Ngọc Phát chưa xong nè. Phương Nguyên chưa xong nè. Hết xong rồi. Ở Gia Ân, Gia Huy, Nguyễn Hải Nam, Super Hiếu, Nhật Trường, Huệ Mẫn, Thanh Thảo. Rồi, à, Hiếu Bảo Tính hả? Rồi, chúc mừng đã. Duy Anh. Minh Hiếu ơi. À. Đâu? Minh Hiếu đâu? Cô chưa nhìn thấy Minh Hiếu. À con chưa làm xong vì con cứ bị ao ra. Rồi, thế Minh Hiếu tiếp tục làm nhá. Minh Hiếu có thể chụp ảnh lại. Hoặc Minh Hiếu nếu như mà mạng kém quá thì Minh Hiếu xem lại buổi này nhá. Ngày mai có video buổi này thì Minh Hiếu xem lại nhá. Yến Phan Tú Anh. Rồi, chúng mình check bài nhá. Đó, check bài của cô. Em thiếu câu Y 49. À, Giao Huy thiếu câu Y hả? Rồi, chúc mừng. Rồi, Giao Huy thiếu Hải Nam 10 điểm. Tiếp nào. Nhất Phong 10, Hiếu 10, Ngọc 10, Anh Hoa 10, Đắc. Gia Huy 9x9 à. Gia Hân 10, Đắc 10, Nhật Trường 10. Rồi. Huệ Mẫn 9. Phú Phát đâu? Phú Phát ơi, Hân Hoan 10. Em áo tính sai một câu. Thôi, tuyệt vời. Sai không sao cả. À, Minh Quân. Importer luôn. Bảo Châu 10. Con làm từ nãy giờ ngồi chơi nên giờ mới. À, rồi không sao cả. Rồi, dễ đúng không? Quá dễ, quá đơn giản. Rồi, cái này là luyện ảo tính, cái này là bài tập về nhà nhá. Rồi, bây giờ là bài tập điện ảo tính này. Bốn trước là các bạn học chậm hơn. Rồi, ảo tính nhá. Chuyển chuyên mục ảo tính. Rồi, bây giờ bắt đầu này. Bắt đầu sẽ là nghe tính, nghe cô Dung và gảy tính. Đầu tiên 5 phép tính gảy tính theo cấp độ chậm đến nhanh. Ví dụ này chậm như sau này. Chậm, ví dụ nhá, cô Dung ví dụ nhá. Chậm này, để cho các bạn khác theo kịp. Bảo Ngọc ơi, chậm này như là 2 cộng 2 cộng 10 cộng 10 bằng 24 chẳng hạn, thấy chưa? Nhanh nữa này, nhanh này 12 cộng 22 cộng 50 cộng 5 cộng 1 bằng. Đấy là nhanh. Chưa? Đấy là ảo tính nhanh nhá. Đấy. Yêu cầu của cô là khá là cao. Vì vậy là tập trung nha. Rồi, ảo tính. Đầu tiên là cải tính trước. À nhầm, cô xin lỗi, cải tính.
Bạn nào ảo tính được thì bạn nào đáp này giao Huy, Minh Quân ảo tính này. Còn các bạn khác thì gảy tính cho cô nhá, gảy tính theo phạm vi. À, gảy tính, gảy tay nhanh. Rồi, bắt đầu. Gảy tay nhanh nhá, gảy tay nhanh ảo tính. Rồi, bắt đầu. 22 cộng 51 cộng 10 cộng 5 bằng. Wow, nhanh quá. Tuyệt vời, 88, chính xác. Cô Dung nhắc lại này. Nhắc lại lần nữa nhá, cực kỳ nhớ nhá. Đây là năm phép tính và gảy tính. Bạn nào tự tin thì ảo tính. Thấy chưa? Nhưng mà bạn nào không tự tin thì sẽ là gảy tính cho cô. Và tiếp theo, năm phép tính tiếp theo sẽ là ảo tính nhá. Và bắt buộc phải ảo tính tất cái bản tính đi, hiểu chưa? Đấy là năm phép tính tiếp theo. Bây giờ là gảy tính nhá. Bạn nào ảo tính được thì ảo tính. Được chưa? Rồi, chuẩn bị. Rồi, Đắc không nhận đến, nhìn để Đắc rồi. Ơi Đắc ảo tính nhá. Chuẩn bị. Bắt đầu. 63 cộng 15 trừ 12 cộng 1 trừ 5 cộng 4 bằng. À, có bạn là 77. Rồi, chính xác bằng 66 nhá. Ai bằng 77 là mình sửa lại nhá. À, 67 này ra hơn 67 là sửa lại nhá. Kết quả bằng 66. Rồi, tiếp theo này. Tiếp theo nhá. Bắt đầu. À, rồi, đúng. Rồi, tiếp theo bắt đầu. 2 cộng 2 cộng 5 trừ 6 trừ 1 cộng 12 trừ 10 cộng 30 cộng 5 trừ 6 bằng. Rồi, Ngọc Pháp bằng 11. Ra hơn 33, thiếu 11. Đáp 11 này. Rồi, sao mà nhiều 11 thế? Kết quả cô là bằng 33 nhá. 33. Có bạn nào nhỉ? Gia Hân à, chúc mừng Gia Hân. Chúc mừng Nhất Phong. Hai bạn đúng. Rồi, chúc mừng hai con, hai bạn đúng. Rồi, tiếp theo nhá, tiếp theo. Phép tính, tiếp theo. Gảy tính nhá, gảy tính này, bắt đầu. 77 cộng 10 trừ 5 cộng 4 cộng 2 trừ 16 cộng 4 bằng. Hân Hoan, Nam, Đắc, à, Đắc, Gia Huy đâu? À, Phương Nguyên rồi này. À, tốt, chúc mừng Gia Huy và Đắc, những bạn ảo tính siêu cao thủ. Kết quả là bằng 76, chưa à, 76 nhá, chúc mừng các con. Anh Khoa cố gắng nhá, anh Khoa là 71, quên mất số 5. Rồi, tiếp theo này, tiếp theo. Bắt đầu. 23 cộng 50 cộng 24 cộng 10, à cộng 1. Rồi, có ra kết quả không? Có đọc nhầm. Rồi, xóa lại nhé, xóa lại, có đọc nhầm đấy. Một số bạn sẽ bị sai, một số bạn sẽ bị ảo tính sai. Rồi, làm lại nhé, làm lại. Bắt đầu. 63 cộng 14 trừ 2 cộng 10 cộng 2 trừ 62 cộng 1 trừ 5 cộng 24 bằng.
Là hơn 45 à? 95, 45. Hải Nam nào tính không con? Hải Nam ảo tính không con? Hay gãy tính? Ảo là gật đầu. À, gãy là lắc đầu à? Ờ, anh Khoa. Anh Khoa ơi, kết quả cô là bằng 45 nhá. Chưa? Đó, hết gãy tính rồi, bắt đầu ảo tính này. Tay đâu là tay đầu, mắt đâu là mắt đầu, nhắm lại, tập trung, được chưa? Cất cái bản tính đi. Đó, cất bản tính đi, được chưa? Rồi, chuẩn bị. Bắt đầu. Ba cộng một cộng bốn bằng. Nhanh quá hả? Rồi, tốt, kết quả bằng 8. Tiếp. Phép tính tiếp theo. 1 cộng 22 cộng 4 cộng 2 bằng. Ồ, 29. Các bạn khác thì sao? Các bạn khác có làm được không ạ? Có ai nhảy được? Cô ơi, con không kịp không? Ai không kịp ghi con nhá? Quân hả? Quân ơi, không kịp à? À, kịp rồi, tốt. May quá. Rồi, phép tính tiếp theo. Đúng một kết quả bằng 29, chính xác. Phép tính tiếp theo. Ngọc Phát không kịp mà. Bắt đầu chậm. Ờ, phòng khoa làm lại nhá. Cố gắng khoa làm lại phép tính này. Bắt đầu. 1 cộng 52 cộng 4 cộng 2 bằng. Nhật Trường. À hả? Chính xác, kết quả bằng 59 nhá. 59 là chính xác. Phong ạ, nhầm. Phát ơi, Phát xong. Phát và Phú có kịp không? À, tốt. Tuyệt vời. Rồi, chính xác 59 nhá. Rồi, phép tính khó hơn này. Khó hơn nhá, hai chữ số đấy. Bắt đầu. 33 cộng 14 trừ 22 cộng 51 cộng 12 bằng. Wow. À, 98, 29, 25. Dối não cô ơi. Khó nhá, khó, khó. À, Hân, bạn Hân tốt này. Kết quả của cô bằng 88. Phương Nguyên nhá, nhầm một số. Đó, bởi vì hai phép tính này là hai phép tính khó này. Còn dài nữa. Rồi mình à, những bạn nào làm được thì chúng mình làm sao? Chúng mình đợi các bạn khác chưa làm được nhá. Các bạn khác mình, các bạn khác tư duy chưa giống mình, chưa? Hoặc là các em nhỏ tuổi hơn mình thì em ý thế nào? Em ý chưa tư duy bằng mình, chưa? Cô có thấy con rồi. Bây giờ này, cô cùng mở, cô Dung mở cái này nhá, bởi cô Dung hơi đau họng. Cô Dung mở cái này cho chúng mình nghe được không nhá?
thử nghe nhá, thử nghe. Chúng mình làm bài ảo tính nhé. Sẵn sàng. 8 5 cộng 4. Rồi, stop. Có nghe rõ không? Có thử bây giờ nghe thử này, có nghe rõ không ạ? Hề Mẫn không nghe rõ hả? Không à? Làm nào giờ? Có hả? Rồi. Rồi có bạn rõ, có bạn không rõ. Chúng mình mở max volume lên nhá. Chúng mình mở cam âm, chúng mình mở loa to lên. Cô Dung mở tan loa to hết cỡ rồi. Đáp có nghe được không? Không à? Nhưng một số bạn khác này, chúng mình mở loa to lên thử nhá, thử theo tính này nhá. Thử xem có làm được không nhá. Bắt đầu. Bắt đầu chuẩn bị. Chúng mình làm bài ảo tính nhé. Sẵn sàng. 4 cộng 4 trừ 7 cộng 8 trừ 3 trừ 6 cộng 6 bằng. Wow, 9, 6. Rồi. 9 6 có tài khoản là siêu trí nhớ ứng dụng thì mời bạn đó ra ngoài phòng của cô nhá. Rồi, 6 này. Đúng rồi. Đó, kết quả bằng 6 nhá. Rồi, ở đây nó không có hàng chục. Ở đây nó không có hàng chục. À, có hàng chục nhưng mà cộng 40. Rồi, học mở rộng nhá. Học mở rộng cộng 40 bằng... Cộng 40 bằng gì nhỉ? Ghi xuống ô chat giúp cô. Cộng 40 bằng gì? Tư duy mở rộng. Đố nào, đố cộng 40 bằng gì? Úi giời, cộng 40 bằng 46 hả? À, bộ công thức nha, cô đang hỏi công thức. Ơi, hai bạn trả lời đúng rồi. Đúng rồi, tư duy mở rộng nhá. Anh kể tính được không? Được con, Trung Hiếu được. Kể tính được. Nhưng mà mình phải ảo tính nha, ảo tính nhiều. Đúng rồi, cộng 40 bằng cộng 50 trừ 1, chính xác. Cộng 50 trừ 10, anh nhầm. Cộng 40 bằng cộng 50 trừ 10, đúng rồi. Ha, Nhật Trường, cộng 40 bằng cộng 50 trừ 10 nhá. Cô Dung hỏi là cộng 40 sẽ bằng gì? Bạn Nhật Trường nói là cộng 30. 30 cộng 1, 30 cộng 10. Đúng rồi. Rồi, chúng mình thử làm nhá. Nghe nhá. Chúng mình làm bài ảo tính nhé. Sẵn sàng. 70 trừ 10 cộng 30 trừ 70 trừ 10 cộng 40 cộng 20 bằng. Bằng 60, 70, 80. Rồi không nghe rõ thì mình làm cái khác nhé. 60, 70, 80. À, kết quả bằng cái gì nhỉ? Rồi kết quả là bằng. Đúng rồi. 70. Kết quả bằng 70. Rồi, ai trúng, ai đúng, ai sai. Rồi, chúc mừng các con. No. Đáp hả? Đáp sai. Rồi, chúc mừng Gia Huy. Gia Huy đúng này, khá là tốt. Rồi,
Tôi không nghe nữa, một số bạn bị không nghe được. Ờ, bây giờ nghe cô đọc nhá. À, tính nhá, nghe cô đọc. Cô đọc cho 5 phép tính này, 5 phép tính nhanh. Ngày tính nhanh nhá, cấp độ nhanh đấy. Bắt đầu. 2 cộng 1 cộng 14 cộng 20 trừ 6 cộng 54 cộng 10 cộng 2 bằng. À, chúng mình ảo tính chứ. Nhanh quá cô ơi. À, Hải Nam. À rồi, Hải Nam, nếu như mà Hải Nam thích theo kịp thì Hải Nam gảy tính nhá. Tốt, hân hoan tiến bộ vượt trội này. Hải Nam gảy tính nhá. Nếu như Hải Nam chưa ảo tính nhanh được thì Hải Nam gảy tính. Ngọc Phát gọi gảy tính nhá, Ngọc Phát gảy tính nhá để làm quen dần. Đôi tay. Rồi, đáp. Rồi, chính xác. Kết quả là bằng 97. Rồi, chúc mừng các những bạn mà kết ra kết quả 97 ảo tính này. Tuyệt vời quá. Rồi, chúc mừng các con. Vỗ tay và nói. Thông minh, thông minh. Đúng rồi, kết quả não bộ, nếu mà bộ não của mình nó lại chán ấy. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục phép tính thứ tư. Muốn một về mối hành thứ tư, ảo tính tiếp theo. Nhanh nhá, Phát Phú này, Phát Phú Hải Nam thì cái tính nhá. Báo đã bắt đầu. Bắt đầu. 33 cộng 14 trừ 22 cộng 14 bằng. À, 39. Gia Hân, Lý Hiếu, Anh Khoa, Phương Nguyên, Gia Huy, Trung Hiếu, Nhất Phong, Ngọc Phát. Tuyệt vời. Đắc, Huệ Mẫn, Quân. Ôi, thông minh quá, lớp mình thông minh quá đi. Ơi, chúc mừng các con. 39 là kết quả chính xác. Phép tính thứ 3. Bắt đầu. 62 cộng 24 trừ 71 cộng 12 trừ 25 cộng 34 cộng 51 bằng. Nào, ôi trời ơi. Tụi anh bằng không hả? Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Có làm ra không? Có làm ra không? Rồi, không kịp. Trung Hiếu 39. Bảo Ngọc 39 hả? Đắc 39 hả? Không kịp. Gia Huy kịp không? Không à? Rồi, kết quả của cô là 93. Khó đấy, đúng rồi, khó. Bởi vì phép tính thứ 3 rồi. Phép tính thứ 5 là dễ này, phép tính thứ 4 là dễ này, phép tính thứ 3 là hơi khó hơn này. Phép tính thứ 2 này, chuẩn bị này. Thứ 2 nhá, tập trung nhá. Tập trung đấy, khó hơn đấy. Chưa? Kết quả là bằng 39 nhá, Đắc nhá. Đắc bị nhầm cột. Bạn nào nhầm cột thì mới ra là kết quả là 93. Bạn nào nhầm cột thì sẽ là 39 đấy. Kết quả cô là bằng 93. Rồi, phép tính thứ 2 này. Bắt đầu. 62 cộng 24 trừ 55 cộng 11 cộng 54 trừ 20 cộng 1 bằng. À, Ngọc Phát rất nhanh. Anh Khoa, Hân Hoan, Bảo Hiếu, Trung Hiếu, Gia Hân, Phương Nguyên, Nhật Trường, Gia Huy, Quân.
À, cái này cô đọc chậm hơn một chút xíu thì làm được đúng không? Úi giời ơi, thế này làm sao mà làm bài kiểm tra được đây? À rồi, Minh Hiếu, Đắc, Nhất Phong. Tuyệt vời. Rồi, nhanh hơn nhá. Cô không chậm như này nữa đâu. Cố gắng ngày nhanh nhá. Rồi, phép tính cuối cùng, phép tính cuối cùng. Bắt đầu. Bắt đầu là bắt đầu. 34 cộng 54 trừ 22 cộng 21 trừ 15 cộng 24 cộng 2 trừ 50 trừ 1 bằng. Wow, Trung Hiếu 43, Hải Nam 43, Anh Khoa không kịp, Phương Nguyên 27, Đắc 43, Nhất Phong 43, Nhật Trường 43, Hân Hoan 43, Minh Hiếu 43, Gia Huy 43, Ngọc Phát không kịp, rồi Gia Hân 43. Ủa? Sai rồi. Như vậy lỗi phép tính nào rồi? À, Huệ Vân 47. Của cô là 37. Huệ Mẫn gần đúng rồi. Hân Hoan, cô không thích ai cùng này đâu như Hân Hoan nha. Kết quả là cô là bằng 37 nhá. Khó hơn chưa? Đấy, khó hơn chưa? À, bị nhầm nhá. Đấy, vì vậy là chúng mình thấy yếu phần nào chưa? Yếu phần ảo tính hai giá trị, được chưa? Ảo tính hai gì? Hai chữ số. Về nhà luyện tập ảo tính hai chữ số, được chưa? Rồi, Dark Superman Mori. Memory à? Memory à? Trời đất ơi, khó đọc thế. Rồi bây giờ nhìn file tính cho cô nhá. Nhìn file ảo tính. Chúng mình làm xong hai file này chúng mình nghỉ nhá. À, file này thì khá là đơn giản. Hai chữ số với lớp chúng mình thì cô sẽ cho là trung bình. Hai chữ số với một chữ số này ở mức độ trung bình. Và hai chữ số với một chữ số ở mức độ khó. Đó, làm xong hai file này nhá. Cố gắng nhá. Bạn nào mà được 8 điểm thì sẽ phạt tiếp. Chưa? Rồi, đây, hai chữ số với hai chữ số trung bình. Rồi, đây. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? À, nhìn tính nhá. Chúng mình nhìn ảo tính nhá. À, rồi. Rồi, ok, Dark Super Memory. Rồi, chuẩn bị bắt đầu. Hân Hoan ơi, trong Hân Hoan cái gì đấy? Hân Hoan. Ơi, chuẩn bị nhá, ảo tính. Hoan ơi, mời Hoan ra khỏi nhà nhá. Cô cho Hoan 3 giây này, cô cho Hoan 3 giây đi ra khỏi chỗ bạn Hoan. Rồi, được rồi. Ơi, chuẩn bị, bắt đầu. Tập trung nhá. Đánh dấu xem là mình đánh dấu vở luôn nhá, đánh dấu vào vở luôn là mình làm đúng hay sai nhá. Rồi tổng kết đúng được mấy trên 10. À, 17, 19. Đánh dấu vào vở nhá, check này. Kết quả cô là bằng 19. Rồi, check xem, rồi, có bạn sai, có bạn đúng, check nhá. Check xem xong mình được mấy điểm nhá. Rồi, cô chưa nhìn thấy Trung Hiếu check. Super Trung Hiếu. Super Đắc.
Check chưa? Super anh Hoa. Rồi cả lớp đều là super. Rồi, chuẩn bị nha. Sai hả? Mười chín là kết quả sai hả? Rồi cô dùng đánh dấu ở đây tí nữa, tí nữa check lại xem là đúng hay sai nhá. Rồi chuẩn bị phép tính thứ hai, bắt đầu. À, có bạn 122 hả? Rồi check nha, check. Rồi đã 32 à? 22 nhá, chúng mình check nhá, check nhanh. Rồi phép tính tiếp theo này. Bắt đầu. Wow, 31. Check nha. Đáp sai rồi này. Trời ơi. Rồi, làm lại nhá, đừng chủ quan. Ôi giời ơi. Làm lại nhá, phép tính tiếp theo này. Rồi, có một số bạn là được 7 điểm rồi đấy. Bằng 21 đắc nhá. Có một số bạn 7 điểm rồi đấy, 7 điểm làm thêm bài nữa. Chuẩn bị, phép tính tiếp theo bắt đầu. Anh Khoa làm được không con? Anh thế hả? Cô Dung không nhìn thấy anh Khoa bại giải tính, ảo tính. Anh Khoa giơ tay lên ảo tính nhá. Nếu không là cô Dung sẽ hiểu lầm là anh Khoa tính nhầm đấy. Rồi, check đáp án này. Rồi, ôi trời ơi, đúng nhiều quá. Hả? Có bạn 49 hả? Tích lại nhá, tích lại mình sai nhá. Phép tính tiếp theo này, chuẩn bị, bắt đầu. À, 52, à 53. Rồi, anh Khoa lần này hình như đúng rồi này. Chúc mừng anh Khoa. Chúc mừng các con, tuyệt vời. Phép tính tiếp theo này. Rồi Trung Hiếu ơi, một nửa rồi, Trung Hiếu ảo tính nhá. Trung Hiếu thử ảo tính, cất bản tính đi, Trung Hiếu ảo tính nhá. Ảo tính nhá Trung Hiếu. Rồi, tốt. Bắt đầu. Wow, nhanh quá. 61. Check. Chính xác, 61. Rồi phép tính tiếp theo. Thôi, 61 check nhá. Check mình đúng câu nào, mình sai câu nào, mình check hợp vở nhá. Bắt đầu. Hải Nam 68, Nhật Trường, Đắc, Hân Hoan, Super Hân Hoan luôn hả? Gia Huy, Bảo Ngọc, Duy Anh, Anh Khoa, Nhất Phong, Quân, Ngọc Phát. Rồi, chúc mừng cả lớp. Rồi, phép tính tiếp theo.
Wow, nhà trường Hân Hoan Hải Nam. Wow, 79, 78, 77. Rồi, để xem ai đúng nhá, để xem bạn nào đúng. Kết quả bằng 78. Chúc mừng các bạn ra kết quả bằng 78 nhá. Rồi, wow, thế này có bạn được 7 điểm rồi này. Chết rồi, có bạn được 7 điểm rồi. Thế tính tiếp theo. Bắt đầu. Wow, 89. Rồi, check này. Rồi, chúc mừng con 89 nha. Tuyệt vời. Rồi, phép tính cuối cùng, hình như phép tính cuối cùng. Check nha. Bắt đầu. Hân Hoan, bắt đầu. Rồi. Khỏe mắt ơi, làm được không con? Đó, tốt. Wow, 91 à? Wow, 98, 91. Check này. 91 nha. Rồi, phép tính tiếp theo. Bắt đầu. À rồi, hết rồi. Check. Và có kết quả. Nào, đầu tiên là 7, bạn là 7 điểm. Trung Hiếu 8 điểm. 10. Nhất Phong, Duy Anh 8. Nhật Trường 9, Bảo Ngọc 10. Tốt, Bảo Ngọc, Hải Nam tốt. Giao Huy tốt. Hân Hoan tốt này. Trung Hiếu 8 này, tốt này. Đắc 9. Nguyễn Anh Khoa 9. Minh Hiếu 10, tuyệt vời. Giao Huy 9. Ngọc Phát sai 3 câu. Phương Uyên 8. À rồi, Gia Hân 8. Ngọc Phát được 7 điểm này. Rồi Ngọc Phú, Ngọc Phát cố gắng nha. Cố gắng là phép tính phép file, được phép file, file, file cuối cùng này. File cuối cùng nhá. Rồi những bạn được 9 này, những bạn được 9 mình xem xét lại nhá. À phần này khó hơn này, chưa? Mình nhỏ tính khó hơn một chút xíu nhá. Rồi, Quân, rồi chuẩn bị nhá. Nhìn kỹ đó. Bắt đầu. Cô Dung đi nhanh nhá, cô Dung đi nhanh đấy, chết nhanh. 10 phép tính nhá, bắt đầu. Check này. Ghi vào vở luôn. Rồi, theo tính tiếp theo, bắt đầu. Check nha. Bắt đầu.
Check. Rồi, kết quả là 32 nha. Rồi, phép tính tiếp theo. Bắt đầu. Nhất Phong. Bắt đầu này. Cô Dung thấy Gia Huy tính như là vẩy rau ấy, tính rất là nhẹ nhàng. Rồi bây giờ cô sẽ nhìn Hải Nam ảo tính xem nào. Check nha, Hải Nam check kết quả. Rồi, bây giờ Hải Nam ảo tính cho cô để cô nhìn ảo tính Hải Nam nhé. Bắt đầu. Rồi, check này. Bắt đầu. Bắt đầu. Phát ơi. Check nha. Đó, rồi, bắt đầu. Đó, cô cảm thấy rất là ưng bạn Nhất Phong, bạn Gia Hân. Check. Thế cả vở nha, mình đúng được bao nhiêu câu. Rồi, bắt đầu. Bắt đầu, bắt đầu. Quân ơi. Rồi, check nha. 88. Rồi, phép tính tiếp theo. Bắt đầu. Wow, rất nhiều kết quả. Check nhá. Đó, 92. Phép tính tiếp theo này. Phép tính cuối cùng nhá. Bắt màu. Rồi, check này, kết quả cuối cùng này, check xem nào bạn nào được chốt. Rồi, tính điểm cho cô. Wow. Anh Khoa 10, Sư Hân Hoan 10, Đắc 10, Trung Hiếu 9, Nhật Trường 10, Minh Quân 10, Nhất Phong 10, Minh Hiếu 10, Gia Hân 10. Rồi, tiếp nào, Bảo Ngọc 10. Ai nữa? Gia Huy 10. Tuyệt vời. Ngọc Phát sai 3 câu. À, Ngọc Phát sai 3 câu là đúng ra 3 câu đấy. Hải Nam. Stop. Hải Nam đúng không con? À, rồi, Duy Anh, Hải Nam, Phương Nguyên. Đắc. Rồi, chúc mừng các con. Vỗ tay bạn nói. Thông minh. Tuyệt vời quá. Rồi, bây giờ. Bây giờ này, bây giờ cô Dung ra bài tập về nhà này. Bài tập về nhà là một, quay video vừa gảy tính nhá, quay video vừa gảy tính để cô xem thao tác tay của con đúng chưa, thao tác gảy tự đúng chưa, nếu chưa đúng thì cô sẽ nhắn tin cho mẹ để mẹ sửa cho con nhá. Thứ hai là làm bài tập file về nhà chưa,
Thứ ba, luyện tập ảo tính. Hôm nay là mình bị mấy lỗi? Bạn nào không có bàn tính, đắc này, đắc giao huy này, ảo tính tốt rồi, chúng mình luyện ảo tính nhá. Rồi tiếp theo này, cái bạn nào mà luyện ảo tính hai chữ số với hai chữ số kém thì phải làm sao? Luyện tập thường xuyên, luyện tập nhiều hơn nữa nhá. Ví dụ này, ví dụ như là Ngọc Phát và Ngọc Phú này, luyện tập đầu tiên là đọc nhanh gảy tính, nhờ bố mẹ đọc gảy tính nhanh. Ví dụ này, đọc nhanh như thế này này, con gảy tính này: 22 cộng 11 cộng 55 trừ 66 cộng 33 cộng 12. Đó. Ngọc Phú, Ngọc Phát nhớ nhá. Đó, tốc độ đọc như thế nhá. Để tốc độ gảy như thế. Và những bạn khác cũng thế, như là Nhật Nam này, như là... Rồi xong. Super Quân đâu rồi? Minh Quân đây này. Với ai nữa? Một bạn nữa đâu? Trung Hiếu. Nhá, Trung Hiếu đang bị hơi yếu, hơi đuối. Thấy chưa? Trung Hiếu nhá, Trung Hiếu hơi đuối. Đó là một số bạn đó. Minh Hiếu này khá là tốt này, Duy Anh nữa này, Bảo Trâm này, Bảo Trân này, không biết là Bảo Trân có kết quả ổn định không? Đó, bởi vì là Bảo Trân một số bạn chưa mở cao nên cô cũng không nhận biết được là chúng mình như thế nào. Đó, đó là ba bài tập nhá. Thấy chưa? Và một điều quan trọng nữa là Hân tốt, Hân tiến bộ đấy. Đắc tiến bộ này. Phương Nguyên này. Ủa? Phương Nguyên học hai lớp hả? Tối thứ 5 và tối thứ 6 cô cũng có một lớp nhá. Phương Nguyên nhá. Phương Nguyên nhầm lịch à? Hay Phương Nguyên học tối thứ 5, tối thứ 6? Rồi, một điều quan trọng nữa là buổi thứ 8 nhớ nhá, cô Dung sẽ lọc danh sách trong Zalo. Vì vậy nhớ nhắc bố mẹ. Bởi vì cô Dung thấy là trong Zalo của chúng mình nó tận 56 đến 70 người tham gia, mà trong khi đó là học với cô Dung đến bây giờ là có mới 18 bạn thôi. Vì vậy cô Dung sẽ lọc chỉ duy nhất 18 bạn trong ngày hôm nay được đi tiếp vào buổi thứ 9 và buổi thứ 10 hoặc là buổi thứ 8. Cô sẽ chụp ảnh màn hình rồi, cô sẽ ghi nhớ những tên này rồi ạ. Đây, cô Dung sẽ chụp ảnh màn hình lại. À rồi, em cũng học một lớp tiếng Anh nên không có thời gian. Rồi, bạn nào học nhiều thì sẽ làm sao? Cân bằng thời gian của mình nhá. Nhá, Minh Hiếu này. Cô Dung sẽ lọc danh sách Zalo, vì vậy là những bạn nào mà không học thì cô sẽ cho mời ra khỏi nhóm. Cô sẽ không để lại nữa, được chưa? Cô sẽ không dạy những bạn đó, cũng như là để rất là chật. Được chưa? Tiếp theo nó là gì? Là buổi hôm sau là buổi quan trọng này, học kiến thức mới. Và môn toán này học thì khá là đơn giản. Thế tuy nhiên là mình phải luyện tập nhiều. Vì vậy là một là chúng mình sẽ bạn nào nhận được sách của cô rồi này, bạn nào nhận được bộ sách của cô này. Được chưa? Đến buổi thứ 9 này hoặc là buổi thứ 8 cô Dung sẽ cho vào một nhóm để luyện tập cái sách cùng với các bạn lớp khác nữa. Đó, còn những bạn nào không có sách thì làm sao? Thì khi nào có sách, khi nào mà đăng ký rồi mà cô Dung phát về chúng mình, hay nhắn tin cho cô là cô ơi con nhận được sách rồi, thì cô Dung cho vào nhóm đó để chúng mình luyện tập cái sách nhá. Đó, đấy là sau khi mà kết thúc khóa học là như vậy. Chưa? Bạn nào có sách rồi, sau buổi thứ 9 thì nhắn tin cho cô thì cô mới vào, anh phải nhắn tin thì cô mới vào, cô mới cho vào. Nếu như bạn nào không nhắn tin thì không được vào, cũng như là cô cũng không biết để cho vào như nhá. Nhớ nhá, bố mẹ là như vậy, chưa? Rồi, tiết học của cô đến đây kết thúc rồi ạ. À, cô cũng xin chào và hẹn gặp lại các con. Em chào cô. Con chào Nhất Phong.